Xương không? Mà để gì? Để quay ha. Quay lo. Thank you.
Là lắm mơ nha, mình hát mơ. Bò dưới luôn. Wow. Ba. Ai da. Mũi bò. Thích không nói mà không kiềm chế được không nói không được. Nói đi. Biết nói gì đây? Nó buồn quá. Cái đầu bò nó cầu thì minh cá cho cái đầu với hai cái chân, bốn cái chân. Mình làm cái đầu trước thì làm mềm chưa? Ôi ốc nó ôi à. Mềm mình để giống luôn anh. Dạ gì vừa chưa? Giống cái đậu hà mã quá trời. Nghe nè. Thấy không? Giúp mang mắt hà mã không? Xương nó để hầm lâu chứ không? Còn nhớ gì đây còn cái lỗ tai dưới đây nữa mà. Này không? Làm sao chạy khỏi tay ta? Trời nó thơm nè, đây nè. Đồ tươi ngon quá. Này để thẻo ăn thôi chứ chặt là hết ngon rồi. Quá ngon. Cái này là thiên nhiên ban thưởng cho chúng ta đi. Gần rồi anh đi. Gần rồi ha. Đó. Tủ chết rồi. Nói nhỉ. Ủa. Đây à. Này đem ra để. Cục thịt thì dở mà cái người biết sắc á. Nhìn nó ngon dễ sợ. Mẹ sắc ở đó ai ăn cho nổi ăn hai cục no rồi. Đầy đó hả? Mà xả thêm là muốn tôm
quá nhiều xả ngon. Quá tuyệt vời.